Ukraine đảo ngược thế cờ, giành chiến thắng không tường trên biển đen. UAV và FPV của Nga làm tăng khả năng chiến đấu của hạm đội biển đen. Ukraine nói về khả năng phản công trong năm 2024. Cách Nga đối phó với các UAV tầm siêu xa của Ukraine. Một nhà báo Ukraine bị ép nhận giấy nhập vũ khi đang điều tra bê bối lãnh đạo cơ quan an ninh. Kính chào quý vị, vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật theo thời gian thực. Sau đây là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, hạm đội Ukraina đã mất 80% số tàu sau khi Nga kiểm soát Krum vào năm 2014. Điều này có nghĩa là cán cân sức mạnh hải quân sẽ nghiêng hẳn về phía Nga. Tuy nhiên, dựa vào sự kết hợp giữa các hệ thống tên lửa và xuồng tự lái, được hệ thống định vị GPS và camera tiên tiến dẫn đường, lực lượng Ukraine tuyên bố đã làm tê liệt 1 phần 3 hạm đội Biển Đen Nga. Hiện Nga đang nắm giữ 16 cảng của Ukraine, nhưng Ukraine vẫn kiểm soát được 3 cảng nằm trong và xung quanh Odessa, và những cảng này hoạt động 24 trên 7, là mức xuất khẩu ngũ cốc như ngô, lúa mì và lúa mạch trở lại mức trước chiến tranh. Việc khôi phục thương mại Biển Đen là một bước đột phá lớn đối với Ukraine, trái ngược hoàn toàn với những tổn thất đang phải gánh chịu trong năm nay ở mặt trận phía Đông trả lời tờ Foreign Policy của Mỹ trong bài viết mới đây. Chủ tịch Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế Ukraine Viktor Berestenko cho biết cả ba cảng của Ukraine, tất cả đều nằm trong và xung quanh Odessa đang hoạt động 24 trên 7 và xuất khẩu ngũ cốc của nước này đã trở lại mức trước chiến tranh. Từ văn phòng nhìn ra cảng Pipdeni trên biển đen, ông Viktor Berestenko mỉm cười hài lòng với nửa tá tàu chở hàng quốc tế lớn ngay bên ngoài bến cảng việc khôi phục thương mại biển đen là một bước đột phá lớn đối với Ukraine, trái ngược hoàn toàn với những tổn thất mà lực lượng của họ đang phải gánh chịu trong năm nay ở mặt trận phía đông. Trên biển đen, Ukraine đã làm được điều không tưởng, đánh bại hải quân Nga, dù lực lượng hải quân của nước này rất hạn chế so với Nga. Vào mùa xuân năm 2022, quân đội Nga đã phong tỏa các cảng biển đen của Ukraine và khiến hoạt động xuất khẩu bị đình trệ. Điều này buộc Ukraine phải chuyển sang các tuyến đường bộ để tiếp thị hàng hóa và khiến giá ngũ cốc trên toàn thế giới tăng vọt. Đến giữa tháng 7 năm 2023, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga rút khỏi sáng kiến hành lang ngũ cốc qua Biển Đen do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đàm phán. Moscow quyết khôi phục phong tỏa toàn diện vận tải hàng hải Ukraine, tập kích hạ tầng cảng biển ở hai thành phố Odessa và Chernomorsk, đồng thời cảnh báo mọi tàu hàng tới Ukraine đều có thể bị coi là mục tiêu quân sự. Hiện tại, Nga vẫn kiểm soát 16 cảng của Ukraine Tuy nhiên, mặt trận Biển Đen có vẻ mang lại nhiều hy vọng cho Ukraine hơn bao giờ hết kể từ khi xung đột bắt đầu hơn 2 năm trước. Dựa vào sự kết hợp giữa hệ thống tên lửa và tàu không người lái được dẫn đường bởi GPS và camera tiên tiến, lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố đã làm tê liệt 1 phần 3 hạm đội Biển Đen của Nga. Họ cũng đã làm gián đoạn các tuyến đường tiếp tế của Nga phục vụ hàng nghìn binh sĩ tại các khu vực chiến trường miền Nam Ukraine. Vào ngày 24 tháng 3, Ukraine đã giáng một đòn khác được cho là sử dụng tên lửa không đối đất do Anh hoặc Pháp sản xuất, hạ gục hai tàu đổ bộ lớn của Nga và các cơ sở hạ tầng khác gần thành phố cảng Sevastopol ở Crimea. Hạm đội của Nga đã phải hứng chịu sự thất bại nặng nề đến mức khiến tư lệnh hải quân, đô đốc Nikolai Yevmenov bị sa thải vào giữa tháng 3. Ông Volodymyr Dubovik giám đốc trung tâm nghiên cứu quốc tế tại Đại học Quốc gia Odessa, Mechnikov, nói với FP rằng Nga muốn biến biển đen thành khu vực mà họ có thể hoàn toàn kiểm soát nhưng Ukraine đã đảo ngược điều đó. Điều này đã cho phép Ukraine thiết lập một hành lang biển bắt đầu ở Odessa và trải dài xuống bờ biển của các thành viên NATO là Romania, Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ khi các tàu di chuyển về phía tây nam trên đường eo biển Bosphorus, nơi hầu hết hoạt động thương mại ở Biển Đen đi qua. Tận dụng một vụ mùa bội thu, Ukraine hiện đang xuất khẩu nhiều ngũ cốc, ngô, lúa mì và lúa mạch như trước chiến tranh cũng như các hàng hóa khác. Trước xung đột, Ukraine buôn bán nhiều ngũ cốc hơn toàn bộ Liên minh châu Âu và cung cấp một nửa lượng dầu hướng dương được giao dịch trên toàn cầu, theo Bloomberg. Nhà kinh tế Sergei Yakubovsky tại Đại học Quốc gia Odessa nói, điều này cực kỳ quan trọng đối với nền kinh tế Ukraine, đối với khu vực Odessa và đối với tương lai của Ukraine. Chiến lược biển đen bất đối xứng của Ukraine ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào các tàu nổi không người lái USV sản xuất trong nước, có tốc độ di chuyển trên mặt nước và mang theo tới 800 kg chất nổ. Những quả đạn này đã đánh chìm hoặc vô hiệu hóa một số trong số 24 tàu chiến Nga bị mất, bằng chứng cho thấy hoạt động sản xuất vũ khí trong nước của Ukraine đã được đẩy mạnh và ngày càng gây ra hậu quả nghiêm trọng khi không có sự hỗ trợ dự kiến của Mỹ và châu Âu. Theo Guardian, hiện có 200 công ty sản xuất máy bay không người lái ở Ukraine, một số trong số đó được tài trợ bởi các chiến dịch huy động vốn từ cộng đồng. Phản ứng đáp trả của Nga là nhắm vào các cảng, cơ sở hạ tầng năng lượng và các khu nhà ở của Odessa bằng tên lửa đạn đạo hiếm khi một ngày trôi qua mà không có còi báo động không kích ở thành phố Cảng. Chỉ riêng trong tháng 3, các cuộc tấn công của Nga đã khiến 32 người thiệt mạng. Để tăng khả năng ngăn chặn các cuộc tấn công từ phía Ukraine, Nga đã trang bị cho hạm đội biển đen các máy bay không người lái UAV góc nhìn thứ nhất FPV mới. Theo kênh mass của Nga, các nhà sản xuất UAV cho biết những chiếc UAV FPV dùng cho hạm đội biển đen được trang bị đầu đạn phân mảnh có thể kích nổ từ xa mục tiêu. MAS cho hay, để phá hủy một chiếc thuyền chứa đầy chất nổ của đối phương, một quả mìn từ xa là đủ. Người điều khiển chỉ cần đưa UAV FPV bay lên phía trên tàu đối phương và nhấn nút, sau đó một vụ nổ mạnh sẽ xuất hiện. MAS còn công bố đoạn video được cho ghi lại cảnh các kỹ sư của hạm đội biển đen thử nghiệm những chiếc UAV FPV mới ở bán đảo Crimea. Hồi tháng 3, quân đội Ukraine báo cáo việc Nga đang thử nghiệm UAV FPV được trang bị hệ thống liên lạc tiên tiến. Chuyên gia quân sự Shohi Flesh từng chia sẻ trên Telegram về việc chiếc UAV FPV của Nga bị thu hồi mang theo một cuộn dây điện không rõ mục đích. Kiev nhận định việc Nga trang bị cho hạm đội Biển Đen các UAV FPV mới cho thấy Moscow đang cố gắng khắc phục lỗ hổng an ninh sau khi hạm đội phải trải qua tháng 3 tồi tệ. Cụ thể, trong tháng 3, quân đội Ukraine tuyên bố đã tấn công hàng loạt tàu ở quanh Crimea, bán đảo thuộc Ukraine nhưng đã sáp nhập vào lãnh thổ Liên bang Nga hồi năm 2014. Kiev chỉ rõ các tàu Nga bị tấn công, gồm tàu đầu bộ cỡ lớn, Kostiantyn, Onsatsky, Yaman và Azov, tàu trinh sát Ivan Khus và tàu tuần tra Sergei Kotov. Trước đó, Giám đốc điều hành Trung tâm Giải pháp Không Người Lái tích hợp, ông Dmitry Kuziakin cho biết, trong tương lai, máy bay không người lái FPV có thể trở thành một phương tiện hiệu quả và tiết kiệm chi phí trong việc đánh bại xuồng không người lái của đối phương. Tôi không loại trừ rằng trong tương lai, chúng ta sẽ chứng kiến một cuộc xung đột máy bay không người lái trên biển đen. Chúng tôi đang triển khai các công việc liên quan đến vấn đề này. Các chuyên gia hải quân tỏ ra rất quan tâm đến loại phương tiện mới này. Giới quan sát lưu ý, việc quân đội Nga tích hợp drone FPV đã thể hiện sự thay đổi chiến lược hướng tới chiến thuật tác chiến hiện đại hóa, nêu bật khả năng thu thập dữ liệu chiến trường theo thời gian thực, cải thiện nhận thức tình huống và lợi thế chiến thuật khi làm nhiệm vụ. Những chiếc drone này được trang bị camera độ phân giải cao và hệ thống định vị tiên tiến, cung cấp các phân tích sâu sắc, cho phép quân đội quan sát và quét các cảnh quan rộng lớn một cách hiệu quả. Các cuộc đụng độ ở Biển Đen và các cảng lân cận đã gia tăng. Máy bay không người lái và tên lửa của Nga đã tấn công một số cơ sở cảng của Ukraine bên bờ biển hoặc gần Biển Đen. Về phần mình, quân đội Nga đã nhiều lần báo cáo về những nỗ lực của Ukraine nhằm tấn công các tàu và thành phố cảng bằng phương tiện không người lái hải quân nhưng hầu hết đều bị các hệ thống phòng thủ của Nga cản trở. Moscow cũng tuyên bố rằng các lực lượng Ukraine đã lợi dụng các hành lang ngũ cốc biển đen để tiến hành các cuộc tấn công. Bên cạnh đó, tác chiến điện tử đã đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine khi hai bên đều tăng cường sử dụng UAV trên chiến trường. Cho đến nay, Nga vẫn chiếm ưu thế trong lĩnh vực tác chiến điện tử, nhưng những hệ thống này thường không được lắp đặt trên xe bọc thép ở khu vực tiền tuyến, khiến chúng dễ bị tấn công, một binh sĩ Ukraine cho hay việc nga giành lợi thế trong lĩnh vực tác chiến điện tử đã gây ra mối đe dọa cho lực lượng máy bay không người lái của ukraine vốn rất quan trọng đối với hoạt động chiến đấu của ukraine tổng thống ukraine volodymyr zelensky từng tuyên bố sẽ thành lập một nhánh riêng của lực lượng vũ trang chuyên trách các hệ thống không người lái các binh sĩ ukraine bày tỏ lo ngại về nguồn cung uav mới bất chấp cam kết của chính phủ về việc cung cấp nhiều hơn uav và hầu hết có được thông qua quyên góp tình nguyện Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Đức ARD và DVK, ông Kirillo Budanov, giám đốc tình báo quốc phòng Ukraine cho biết, lực lượng vũ trang Nga sẽ tiến thêm về phía Chashopja. Họ sẽ tiến về thị trấn Poprok, mặt trận chiến lược của Poprok. Quan chức tình báo Ukraine cũng tin rằng sẽ không có thay đổi đáng kể nào trên chiến tuyến trước khi Nga bắt đầu cuộc tấn công dự kiến. Ông Trấn An, tình hình khá khó khăn nhưng mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Đáng chú ý, khác với nhiều chuyên gia quân sự, ông Budanov không loại trừ khả năng Ukraine tiến hành một cuộc phản công trong năm nay. Tuy nhiên, ông không nói rõ chi tiết, mà cho biết trách nhiệm về vấn đề này là của Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, khi phát biểu với các nghị sĩ của bang Bavaria ở Đức, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Oleksiy Serhiyev nói rằng Số lượng các cuộc pháo kích của Nga trên lãnh thổ Ukraine trong 3 tháng qua gần bằng một nửa số vụ tấn công được ghi nhận vào năm 2023, khi các lực lượng Ukraine ước tính khoảng 66.000 cuộc tấn công đã được thực hiện. Ông Serhiy nói, năm nay trong tháng 2 và tháng 3, số lượng các cuộc pháo kích đã tăng lên. Trước đó, tư lệnh lục quân Ukraine Oleksandr Pavlyuk từng tuyên bố sẽ sớm lấy lại thế cân bằng trước đà tiến công của Nga, hướng tới tổ chức phản công vào năm 2024. Ông Pavlyuk nói, "Chúng tôi sẽ sớm ổn định tình hình, chúng tôi sẽ làm mọi cách để giúp binh sĩ sẵn sàng tác chiến tích cực hơn và nắm thế chủ động. Hiện nay Ukraine đang thiếu trầm trọng cả nhân lực và đạn dược, khiến tuyên bố của nước này về ý định phản công Nga trong năm nay gây nhiều hoài nghi. Theo tư lệnh Ukraine, mục tiêu trước mắt của quân đội là rút một số đơn vị đã mất năng lực chiến đấu khỏi tiền tuyến" tái trang bị và bổ sung nhân lực để chuẩn bị cho kế hoạch phản công vào năm nay. Trả lời phỏng vấn hồi cuối tháng 2, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng đề cập đến kế hoạch tiến hành cuộc phản công lớn trong năm 2024. Ông nói, "Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho chiến dịch mới." Nhưng giới chuyên gia tỏ ra hoài nghi trước tuyên bố từ giới lãnh đạo chính trị, quân sự Ukraine lưu ý việc lập kế hoạch, chuẩn bị và thực hiện một chiến dịch phản công quy mô lớn ở thời điểm hiện tại sẽ đặt ra thách thức khổng lồ với Kiev khi họ đang đối mặt với vô số khó khăn cả về nhân lực và pháo bình. Trong khi phía Moscow có nhân lực và đạn dược đủ để duy trì đà tấn công hiện tại và có khả năng mở rộng hoạt động phản kích quy mô lớn khi mùa xuân đến, họ cũng có thể bù đắp tổn thất về nhân lực, vật lực trong ngắn hạn và trung hạn. Điều này chắc chắn sẽ gây áp lực không nhỏ lên lực lượng Ukraine vốn đang thiếu thốn về mọi mặt. Việc các lãnh đạo chính trị và quân sự Ukraine công khai tuyên bố về khả năng phản công trong năm nay có thể gây khó hiểu, song cũng ẩn chứa những tính toán riêng. Theo một bài báo trên tờ biên của Đức, 10 nhà sản xuất UAV đang có kế hoạch cung cấp UAV tấn công tầm xa cho lực lượng vũ trang Ukraine với các đợt vận chuyển dự kiến sẽ giúp Kiev tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu nằm sâu tới 3.300 km bên trong nước Nga. Các UAV sukin 300 mới của Ukraine là một ví dụ của dòng UAV tấn công tầm xa được phát triển từ giữa năm 2019, hứa hẹn sẽ có tầm hoạt động từ 1.300 đến 3.300 km, tốc độ tối đa đạt 580 km h và tải trọng 300 kg, tương đương với một quả bom lớn thả từ trên không, tên lửa hành trình hoặc tên lửa đạn đạo. UAV tấn công được cho là có thể mang tên lửa không đối đất có tầm hoạt động lên tới 10 km. Một thiết kế khác là UZ-22 nhỏ hơn do công ty Ukraiz phát triển từ năm 2020. Dự kiến có tầm hoạt động tối đa là 800 km trong chế độ tự động, 100 km trong chế độ điều khiển bằng tay, có bề dài 330 km, bề ngang 460 km và trọng lượng cất cánh tối đa 85 kg. Truyền thông phương Tây cho biết, các UAV UZI-22 được trang bị thêm thùng nhiên liệu có thể mở rộng tầm hoạt động và tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào các doanh nghiệp quốc phòng, các cơ sở hạt tầng năng lượng và dân sự ở vùng Tatarstan của Nga, cách khu vực xung đột ở Ukraine khoảng 1.500 km đối mặt với những bước lùi trên tiền tuyến, từ những thiếu thốn về lực lượng và trang thiết bị đến việc Nga triển khai hỏa lực mạnh mẽ công phá các thành trì ở Đôn Bát. Việc tập trung vào tác chiến UAV tầm xa là một phần trong sự dịch chuyển lớn hơn của Ukraine về chiến thuật trong cuộc xung đột với Nga. Truyền thông Đức nhận định, khả năng của các UAV mới sẽ cho phép Kiev có những điểm tấn công mới ở Nga, bao gồm cả những căn cứ của Moscow ở Bắc Cực cũng như các cơ sở hạ tầng năng lượng. Dù vậy, nhà quan sát quốc phòng Nga Evgeny Mikhailov cho rằng Ukraine không thể giành chiến thắng dọc giới tuyến và đang chịu thất bại nên phải dùng đến những chương trình hành động phá hoại nhằm vào sâu trong Liên bang Nga. Theo ông, Moscow có thể đối phó với những cuộc tấn công này bằng một số cách. Bắt đầu bằng việc mở rộng các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở sản xuất UAV ở Ukraine. Một công cụ khác để xử lý mối đe dọa này là tăng cường ngành công nghiệp chống UAV của Nga. Edward Badasarian, một chuyên gia về UAV quân sự của Nga nói, Chuyên gia Bada Sarian nói: Tôi nghĩ đầu tiên tất cả những nhà máy sản xuất mọi thứ cho kế hoạch quân sự phải được giữ bí mật. Thứ hai, các cơ quan an ninh của những doanh nghiệp này và các cơ sở hạ tầng quan trọng trong phạm vi 1.500 đến 2.000 km so với tiền tuyến sẽ nhận được các hệ thống phòng thủ chống UAV. Ngoài các hệ thống phòng không truyền thống như Cup, BUK, S300, S400 có thể nhắm vào các UAV lớn với tỷ lệ thành công tương tự như khi nhắm vào các chiến đấu cơ của đối phương. Cuộc xung đột ở Ukraine đã buộc các nhà sản xuất của Nga phải tăng cường sáng tạo và sản xuất một loạt phương tiện tác chiến chống UAV từ các loại pháo đến các biện pháp tác chiến điện tử. UAV đóng vai trò chính trong việc định nghĩa lại tác chiến hiện đại. Các UAV tấn công tầm xa quân sự rất đắt đỏ và khó để sản xuất, chuyên gia Bada Sarian nói. Vì vậy, cho đến gần đây, Ukraine buộc phải ứng biến bằng cách sử dụng các UAV trinh sát thời Liên Xô đã được điều chỉnh như Tubolev TU-141 để tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga cũng như nhắm vào thành phố Zelabuga, Tatarstan, sử dụng các máy bay chiến đấu hai chỗ ngồi cỡ nhỏ được chuyển đổi thành UAV trang bị chất nổ. Các nước phương Tây sẽ hỗ trợ Ukraine thực hiện nỗ lực này, cũng như sẵn sàng cung cấp cho Kiev sự huấn luyện và các nguồn lực, ông Mikhailov nói. Nhà quan sát này cho hay, tôi nghĩ có thể những người huấn luyện và các chuyên gia phương Tây sẽ hỗ trợ quân đội Ukraine. Một UAV không phải giống như một tiêm kích F-16 và sẽ có những cách ứng dụng cũng như chiến thuật khác nhau. Việc huấn luyện sử dụng UAV cũng đơn giản hơn nhiều so với đào tạo cho các phi công lái F-16. Ông Oleg Ryazantsev, giám đốc điều hành High Precision System thuộc Tập đoàn Quốc phòng Rostec của Nga tuyên bố, lần đầu tiên được sử dụng trong khu vực giao tranh ở Ukraine, hệ thống phòng không trên tàu hải quân Panzer-M của Nga đã bắn hạ tên lửa Storm Shadow mà phương Tây cung cấp cho Kiev. Ông Ryazantsev nhấn mạnh, Nga đã lần đầu tiên sử dụng thành công hiệu quả hệ thống này. Tính đến thời điểm hiện tại, Tàu duy nhất của hạm đội Biển Đen được trang bị tổ hợp Panzer M là tàu tên lửa cỡ nhỏ Cyclone thuộc đề án 22800. Tên lửa hành trình Storm Shadow Scarp do Anh và Pháp cùng phát triển. Các mẫu khác nhau của hệ thống này có tầm bắn từ 250 km đến 560 km. Mẫu viện trợ cho Ukraine có tầm bắn dưới 250 km. Hệ thống phòng không trên tàu hải quân Panzer M được cho là không chênh lệch nhiều so với phiên bản mặt đất Panzer S1 về tính năng kỹ thuật. Panzer M là giải pháp thay thế các tổ hợp phòng không Kastan và Panma trên nhiều chiến hạm của Hải quân Nga, cũng như trang bị cho các tàu chiến xuất khẩu. Panzer M hiệu quả hơn ở chỗ giao chiến được cùng lúc với nhiều mục tiêu có độ cơ động cao ở tầm xa hơn nhiều. Hạm đội Biển Đen của Nga đã phải chịu tổn thất nặng nề trong các cuộc tấn công của Ukraine. Kiev đã sử dụng tàu không người lái Magura V5 sản xuất nội địa trong một loạt cuộc tấn công vào hạm đội Biển Đen và đã phá hủy một số tàu chiến của Nga trong vài tháng qua. Ukraine cũng đã nhắm mục tiêu thành công vào các tài sản của Nga ở Biển Đen bằng cách sử dụng tên lửa chống hạm Neptune, sản xuất nội địa và tên lửa hành trình tầm xa phóng từ trên không do phương Tây cung cấp. Dù vậy, thời điểm đó, Đại úy Hải quân Ukraine đã nghỉ hưu Andriy Ryzenko thừa nhận Nga vẫn chiếm ưu thế trên phần lớn Biển Đen, ngay cả khi nước này bị hạn chế ở góc Tây Bắc gần Ukraine nhất. Khi nhận ra điểm yếu của hạm đội Biển Đen, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shugu đã nhấn mạnh việc phải tiến hành huấn luyện hàng ngày để đẩy lùi các cuộc tấn công và ra lệnh cho hạm đội Biển Đen lắp đặt thêm vũ khí, bao gồm các hệ thống cỡ nòng lớn và súng máy, để tăng cường khả năng phòng thủ của Nga. Nga đã phải sử dụng bốn xà lan để bảo vệ căn cứ của hạm đội Biển Đen ở Novorossiysk nhằm tăng cường khả năng phòng thủ sau khi các cuộc tấn công của Ukraine buộc Moscow phải di dời nhiều tài sản hải quân ra khỏi bán đảo Crimea và căn cứ chính ở thành phố Sevastopol. Thông tin tình báo do Bộ Quốc phòng Anh công bố cũng cho thấy Nga đã sử dụng mô hình để làm mồi nhử để ngăn chặn đội tàu không người lái của Hải quân Ukraine. Ngoài ra, Nga cũng đã ngụy trang các tàu chiến bằng sơn đen, khiến chúng trông nhỏ hơn và trở thành mục tiêu kém hấp dẫn hơn. Moscow cũng sơn hình con tàu bên các bến cảng, có lẽ nhằm gây nhầm lẫn cho máy bay không người lái của Ukraine. Theo SF, Nga đã triển khai đợt tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Kharkov của Ukraine, gây thiệt hại nặng nề các video xuất hiện trên mạng cho thấy đã có một vụ cháy lớn và vụ nổ thứ cấp ở gần thành phố sau vụ tấn công. Điều này cho thấy mục tiêu bị tấn công là kho đạn dược. Các nguồn tin Nga cho biết cuộc tấn công đã phá hủy một kho đạn lớn của lực lượng vũ trang Ukraine. Kho đạn này được lực lượng Kiev cất giữ đạn dược cho các bệ phóng tên lửa đa nòng RM-70 Vampire Vampire do Séc sản xuất. Lực lượng Kiev tiết lộ cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa hành trình phóng từ trên không KH-101-555 và máy bay không người lái cảm tử Jiran một hai các cuộc tấn công vào Kharkov có thể được quân đội Nga thực hiện để đáp trả cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào năm khu vực ở Nga. Việc Nga tấn công các mục tiêu ở khu vực Zaporizhia và Kharkov nhằm làm suy giảm khả năng tấn công vào lãnh thổ Nga của Ukraine. ở một khu vực khác các đơn vị pháo binh nga đã sử dụng hệ thống pháo tự hành 2S3 Akatsiya để tiêu diệt một đội súng cối và kho đạn của lực lượng ukraine nằm gần adipka 2S3 Akatsiya được phát triển ở liên xô vào cuối những năm 1960 và được đưa vào biên chế trong quân đội từ năm 1971 chúng được thiết kế với nhiệm vụ áp chế và loại bỏ các khẩu đội pháo súng cối hệ thống tên lửa phương tiện bọc thép cũng như sở chỉ huy của đối phương hai S3 Acacia được trang bị vũ khí chính là pháo cỡ nòng 152mm với cơ số đạn 46 viên. Ngoài ra, pháo cũng được trang bị một khẩu súng máy PKT 7,62mm để bắn các mục tiêu trên không và tự vệ ở cự ly gần. Các loại đạn có thể được trang bị cho Acacia bao gồm BP-540 HIT FS tầm bắn 3km, xuyên giáp 250mm, BR-540B và BR-540 APT xuyên giáp 115 đến 120 mm ở cự ly 000 m, OF38, đạn hỗ trợ tên lửa dẫn đường bằng laser Krasnopol, đồng thời pháo có thể bắn đạn nổ mảnh tầm bắn trên 17 km, đạn hóa học, đạn chiếu sáng, đạn chùm và đạn xuyên giáp. Lý giải về việc Nga đột ngột gia tăng các cuộc tấn công cơ giới vào Ukraina, các chuyên gia về xung đột nhận định những cuộc tấn công cơ giới này có thể được tính toán đúng thời điểm để tận dụng tối đa những khó khăn hiện tại của Ukraina. Theo ISV, các lực lượng của Nga cũng có thể đang tăng cường các cuộc tấn công cơ giới để tận dụng tình trạng thiếu trang thiết bị của Ukraine trước khi có sự hỗ trợ an ninh của phương Tây. Đáng chú ý, các cuộc tấn công trên dường như diễn ra cùng lúc với các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV tăng cường, cho thấy một nỗ lực chung của các lực lượng Moscow. Hiện nay, Ukraine vẫn đủ khả năng chống chịu trước các cuộc tấn công này. Tuy nhiên hiện chưa rõ liệu họ có thể duy trì phòng tuyến giữa lúc đối mặt với những hạn chế trong sự hỗ trợ của phương Tây hay không. Các quan chức Ukraine, trong đó có Tổng thống Volodymyr Zelensky, đã nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về đạn dược và vật tư trong những tháng qua. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga sử dụng hàng nghìn vũ khí dẫn đường, trong đó có hơn 3.000 bom lượn để tập kích Ukraine trong tháng 3. Tổng thống Zelensky nói, chỉ trong tháng 3, Nga đã sử dụng hơn 3.000 quả bom lượn, 400 tên lửa các loại và 600 máy bay không người lái UAV tự sát kiểu Shahed để tấn công Ukraine. Theo nhà lãnh đạo này, các lực lượng Nga ném bom không ngừng nghỉ nhằm vào khu vực tiền tuyến và biên giới, đồng thời phá hủy nhiều thành phố và làng mạc ở Ukraine. Cũng theo ông Zelensky, bom lượn dẫn đường đã được Nga sử dụng để tấn công thành phố Kharkov lớn thứ hai của Ukraine, phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng thiết yếu và gây hư hại hàng loạt công trình dân sự. Ông Zelensky cho rằng điều này sẽ không xảy ra nếu Ukraine nhận được những hệ thống phòng không đáng tin cậy để bảo vệ các thành phố trước các lực lượng Nga. Theo đài RT, Kiev lâu nay quảng bá các xuồng không người lái trên biển của họ là một loại vũ khí tự chế, đã nhiều lần được sử dụng để tấn công hạm đội biển đen của Moscow. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga hôm 7 tháng 4 khẳng định, những khí tài mới bị binh lính nước này phá hủy được các nước NATO cung cấp cho Ukraine. Quân đội Nga không cung cấp thêm thông tin về cuộc tấn công, nhưng các nhân chứng kể đã xảy ra một vụ nổ lớn qua đêm tại thành phố Odessa, nơi được cho là căn cứ của các xuồng không người lái trên biển của Ukraine vụ nổ chính dường như xảy ra tại cảng của thành phố. Tiếp sau là nhiều vụ nổ thứ cấp. Các lực lượng Moscow còn tiến hành một vụ tập kích riêng rẽ nhằm vào một kho nhiên liệu của Ukraine ở cảng Peresip ngoài ô Odessa gây cháy lớn tại cơ sở này. Cho đến nay, vẫn chưa có đoạn video nào chứng thực cho những thông tin này xuất hiện trên mạng. Trong một động thái khác, đăng tải trên mạng xã hội X hôm 7 tháng 4, Rafael Grossi, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết, các cấu trúc chính bảo vệ một trong các lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, ZNPP, lớn nhất châu Âu của Ukraine, đã hứng chịu ít nhất 3 phát bắn phá trực tiếp trong ngày. Ông Grossi mô tả, đây là sự cố đầu tiên kiểu này xảy ra kể từ tháng 11 năm 2022 và sau khi lãnh đạo IAEA đặt ra 5 nguyên tắc cơ bản để tránh một tai nạn hạt nhân nghiêm trọng. Theo Reuters, hiện vẫn chưa rõ chính xác loại vũ khí nào đã được sử dụng để tập kích cơ sở ZNPP, vốn đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga ngay sau khi Moscow phát động kế hoạch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, Ban Quản lý Nhà máy do Nga bổ nhiệm cáo buộc quân Kiev đã dùng máy bay không người lái UAV tập kích cơ sở này. Họ lưu ý, mức độ phóng xạ tại ZNPP hiện vẫn ở mức bình thường và không có thiệt hại nghiêm trọng nào sau sự cố. Trước đó, giới chức Nga cũng đã cáo buộc quân đội Ukraine triển khai UAV tập kích nhà máy hạt nhân Zaporizhia. Cảnh báo điều này có thể dẫn tới hậu quả thảm khốc. Ban quản lý do Nga bổ nhiệm cáo buộc máy bay không người lái UAV chiến đấu của lực lượng Ukraine gần đây liên tục xuất hiện ở khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Nhiều vụ tập kích được ghi nhận ở cảng bốc dỡ hàng và trạm cấp khí niter oxy số 2. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Moscow từng yêu cầu Kiev và phương Tây không tìm cách tấn công hoặc gây bất ổn tình hình ở nhà máy Zaporizhia, đồng thời kêu gọi các chuyên gia cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA ghi lại bằng chứng về những cuộc tập kích do Ukraine tiến hành. Nhà máy Zaporizhia là cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu với 6 lò phản ứng. Quân đội Nga kiểm soát nhà máy này từ những ngày đầu xung đột. Kể từ đó, Moscow và Kiev thường xuyên cáo buộc lẫn nhau pháo kích về phía nhà máy, gây nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân. Vào đầu tháng 3 vừa qua, theo tuyên bố của quân đội Ukraine, chỉ trong vòng 2 tuần, lực lượng nước này đã bắn hạ tổng cộng 13 máy bay của Nga, gồm 10 chiếc máy bay tiêm kích ném bom Su-34, và hai máy bay tiêm kích hạng nặng tầm xa Su-35 cùng một máy bay cảnh báo sớm A-50. Su-34 được Moscow ca ngợi là biểu tượng của hệ thống chiến đấu hiện đại, hiện đang hoạt động trong các lực lượng vũ trang Nga. Chiếc chiến đấu cơ hai chỗ ngồi bay với tốc độ gấp hai lần tốc độ âm thanh này được đánh giá là máy bay ném bom tấn công tiên tiến nhất và được bảo vệ tốt nhất của Moscow, có trị giá lên tới 42 triệu đô la Mỹ. Nhân tố ích bí ẩn đứng sau những vụ bắn rơi hàng loạt máy bay tiêm kích ném bom Su-34 của không quân Nga dường như đã lộ diện đó có thể là chiếc máy bay giám sát tầm xa E7A Wedgetail của lực lượng không quân Australia hoạt động tại Đức trong 6 tháng qua. Mới đây, một chiếc máy bay chỉ huy cảnh báo sớm E7A Wedgetail của Không quân Hoàng gia Australia chuẩn bị trở về nước sau 6 tháng làm việc ở châu Âu. Trong suốt thời gian này, chiếc E7A Wedgetail đã đóng vai trò nổi bật trong chiến dịch Kudu, mang lại sự hỗ trợ vô giá cho các lực lượng vũ trang ở Ukraine. Các chuyên gia cho rằng chiếc MBA West Gitain của Australia là chìa khóa để hỗ trợ Ukraine bắn hạ một số máy bay quân sự của Nga, trong đó có cường kích Su-34. Trước đó, không quân Hoàng gia Australia đã triển khai máy bay MBA West Gitain trong 6 tháng kể từ tháng 10 năm 2023 với nhiệm vụ bảo vệ các trung tâm hậu cần cung cấp cho Ukraine. MBA West Gitain sẽ hoạt động trong không phận châu Âu, nhưng không bay vào lãnh thổ Ukraine, Nga hay Belarus. Việc triển khai lực lượng sẽ bao gồm tối đa 100 người, bao gồm phi hành đoàn và nhân viên hỗ trợ. Ngoại trưởng Australia Benny Gong nhấn mạnh rằng, việc triển khai máy bay EBA West Getain của Australia là một minh chứng khác cho thấy sự hỗ trợ của chúng tôi đối với Ukraine. Hành trình trở về nước của chiếc EBA West Gatine báo hiệu sự kết thúc của một giai đoạn quan trọng trong việc hỗ trợ của Australia cho Ukraine. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Australia đã chấm dứt hoàn toàn việc hỗ trợ cho Ukraine. Mới đây, theo một tuyên bố trên trang web của chính phủ Australia, nước này sẽ cung cấp gần 13 triệu đô la Mỹ viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine. Gói viện trợ sẽ bao gồm thiết bị giả phá bom mìn và thiết bị chống UAV, thiết bị chụp x quang cầm tay và máy in 3D. Theo tờ Business Insider, một đoạn video do Lữ đoàn Cơ giới số 63 của Ukraine mới đăng trên Telegram cho thấy một phương tiện mặt đất không người lái UGV di chuyển trên địa hình gồ ghề đến rìa chiến hào của Nga, sau đó vụ nổ lớn xuất hiện khiến một người phải bỏ chạy. Máy bay không người lái UAV trở thành vũ khí đắc lực được cả Nga và Ukraine sử dụng kể từ khi xung đột bùng nổ, và UGV là hiện tượng mới nổi gần đây. Hồi tháng 3, United 24, một nền tảng được chính phủ Ukraine hậu thuẫn, chia sẻ trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, về việc một số loại UGV đang được đưa vào sản xuất hàng loạt. Và mới đây, Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine Mikhail Fedorov đã công bố đoạn video về vụ tấn công của Ratel -S, một loại UGV được điều khiển từ xa, mang theo bom và mìn chống tăng. Song ông Samuel Bendet, nhà phân tích về công nghệ quân sự của Nga tại Trung tâm Phân tích Hải quân CNA ở Mỹ, nhận định công nghệ UGV vẫn còn một chặng đường dài để bắt kịp hiệu quả của UAV. Ông Bendet nhấn mạnh, hiện tại còn quá sớm để đánh giá mức độ hiệu quả của các UGV. Việc vận hành UGV khó khăn hơn do tính đến yếu tố địa hình và các chướng ngại vật khác nhau. Cả Nga và Ukraine đang thử nghiệm nhiều thiết kế phục vụ những nhiệm vụ khác nhau, tính cả tới chi phí lắp ráp thấp và sản xuất các phương tiện nhỏ, gọn nhẹ. Bà Natalia Kuznetska, quan chức ở Bravo 1, một nhóm đơn vị phát triển công nghệ quân sự do các cơ quan chính phủ Ukraine thành lập cho hành. Mục tiêu chính của UGV là giảm thiểu sự tham gia của con người trong chiến đấu. Bà Kuznetska nhấn mạnh, chúng sẽ bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho các binh sĩ Ukraine. Vừa qua, theo Eurasian Times, trong một đoạn phim được công bố, các lực lượng Ukraine đã trình diễn việc triển khai phương tiện mặt đất không người lái UGV phá hủy một cây cầu bên trong khu vực do Nga kiểm soát. Đoạn video do nhà báo Ukraine Andriy Shablienko lần đầu tiết lộ trên Telegram – đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người xem trên nhiều nền tảng truyền thông xã hội khác nhau. Đoạn video đã cung cấp cái nhìn sâu sắc về các chiến lược sáng tạo được sử dụng trong chiến đấu. Đoạn video ghi lại cảnh chiếc UGV chở đầy chất nổ đang di chuyển để thực hiện nhiệm vụ. Trong những cảnh mở đầu của đoạn video, một người lính đã kiểm tra UGV trước khi nó được điều khiển từ xa tới mục tiêu. Sau đó, chiếc UGV vượt qua địa hình khó khăn trong điều kiện thời tiết bất lợi. Đoạn video được quay từ một máy bay không người lái cho thấy hành trình của chiếc UGV khi nó đi qua địa hình rộng lớn, gặp phải nhiều chướng ngại vật khác nhau bao gồm vật liệu chưa nổ và một chiếc xe tăng Nga bị bỏ rơi dọc tuyến đường. Tuy nhiên, bất chấp quãng đường khó khăn này, chiếc UGV vẫn khéo léo di chuyển xung quanh các chướng ngại vật, mang đến cho người xem góc nhìn siêu thực về sự tiến bộ trong công nghệ của UGV. Đoạn cao trào của video được diễn ra bên dưới một cây cầu đường bộ Nơi chiếc UGV kích nổ khối thuốc nổ mang trên mình, dẫn đến một vụ nổ lớn.Chú thích kèm theo video khẳng định chiếc xe đã đi được quãng đường gần 4 km. Việc sử dụng công nghệ không người lái cho thấy sự phát triển của giao tranh hiện đại, trong đó các phương tiện mặt đất không người lái đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện các hoạt động chiến lược. Thưa quý vị, quân đội Nga đã bắt đầu chiến dịch tập kích Chašopja ở phía tây Bắc Mút và đã giành được những thắng lợi đầu tiên lực lượng Ukraine đang gấp rút kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm hệ thống phòng không. Chasovia đang gặp nguy hiểm, tuyến phòng thủ vòng ngoài đã bị Nga xuyên thủng. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ở hướng Atimos, quân đội Nga bắt đầu tấn công vùng ngoại ô phía đông Chasovia, khiến giao tranh ác liệt bùng phát. Cùng lúc đó, các máy bay chiến đấu của lữ đoàn dù số 11 oanh tạc các khu vực phía đông kênh đào, buộc các đơn vị lực lượng vũ trang Ukraine phải di rời. Lực lượng hàng không vũ trụ Nga hỗ trợ chặt chẽ để các máy bay tấn công xuyên thủng hệ thống phòng thủ của đối phương. Hàng chục quả bom dẫn đường hạng nặng FAB và KAB đã được sử dụng để tấn công lực lượng Ukraine tại đây. Ngoài ra, lực lượng Nga đang di chuyển về phía tây làng Krasnoye, tức Ivanovskoye, rất có thể sẽ tạo thành cánh trái để tấn công thành phố. Ở mặt trận Adipka, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã chiếm được làng Vodyanoye. Trong khi đó, cuộc xung đột khốc liệt dành Bereshi vẫn tiếp tục tình hình Ukraine sẽ rất nguy kịch nếu khu vực này thất thủ. Trong khu vực Zaporizhia, đang diễn ra các cuộc giao tranh tấn công lẫn nhau ở làng Rabotino và phía bắc làng Vebovoe. Ở mặt trận Kherson, lực lượng vũ trang Nga nhắm mục tiêu vào tàu Ukraine trên sông Dnieper. Phía Nga cho biết lực lượng Ukraine tiếp tục tấn công dân thường. Quân đội Nga cũng tấn công sân bay Starokonstantinov ở vùng Khmelnytsky. Ngoài ra, các cuộc tấn công cũng được thực hiện nhằm vào các cơ sở gần Kharkov khiến thành phố bị mất điện 90%, tàu điện ngầm ngừng hoạt động. Izium cũng rung chuyển bởi các cuộc tấn công của Nga. Trước tình hình xung đột đang diễn ra ngày càng căng thẳng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảnh báo Kiev có thể không còn tên lửa phòng không nếu Nga tiếp tục chiến dịch oanh tạc tầm xa dữ dội như hiện nay. Đây được xem là lời cảnh báo rõ ràng nhất của nhà lãnh đạo Ukraine cho đến nay về tình hình ngày càng xấu đi mà lực lượng phòng không nước này đang phải đối mặt. Lời cảnh báo xuất hiện sau nhiều tuần Nga tấn công hệ thống năng lượng và các đô thị của Ukraine bằng cách sử dụng tên lửa và máy bay không người lái. Ông Zelensky, người đã kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm hệ thống phòng không trong suốt nhiều tuần qua, nói rằng Ukraine có đủ vũ khí trong kho để đối phó ở thời điểm hiện tại, nhưng nước này đã phải đưa ra những lựa chọn khó khăn về những gì cần bảo vệ. Nhà lãnh đạo đặc biệt chỉ ra sự cần thiết của các hệ thống phòng không Patriot và cho biết Ukraine cần 25 hệ thống này hệ thống phòng không tinh vi do Mỹ sản xuất đóng vai trò quan trọng trong việc đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và siêu thanh của Nga. Các loại vũ khí có thể tấn công mục tiêu chỉ trong vài phút. Động lực trên chiến trường đã chuyển sang hướng bất lợi cho Ukraine trong những tháng gần đây, khi Kiev phải vật lộn với sự sụt giảm trong viện trợ quân sự từ phương Tây và đặc biệt là từ Mỹ. Khi được hỏi về khả năng nhận sự hỗ trợ này dưới hình thức cho vay, ông Zelensky thừa nhận sẽ đồng ý với bất kỳ phương án nào. Ông cũng cho hay một số đạn pháo đang được cung cấp cho Ukraine theo các sáng kiến nước ngoài mà ông không nêu tên và chúng đang được sử dụng cho các hoạt động phòng thủ. Theo hãng tin Reuters, trong những tuần qua, Nga đã liên tiếp triển khai các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV nhằm vào nhiều mục tiêu ở Ukraine, bao gồm các cơ sở năng lượng. Ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn tại một pháo đài quân sự ở khu vực phía đông bắc Chernihiv, giáp biên giới với Nga, và được truyền hình Ukraine phát sóng ngày 6 tháng 4. Nếu Nga tiếp tục tấn công Ukraine hàng ngày như cách họ đã làm vào tháng trước, chúng tôi có thể hết tên lửa và các đối tác biết điều đó. Theo ông Zelensky, Ukraine có đủ kho dự trữ để đối phó với Nga trong thời điểm hiện tại. Nhưng nước này đã phải đưa ra những lựa chọn khó khăn về những gì cần được bảo vệ. Cũng theo ông, một số đạn pháo đang được cung cấp cho Ukraine theo các sáng kiến nước ngoài, nhưng ông không chỉ rõ tên và chúng đã được sử dụng cho các hoạt động phòng thủ ông Zelensky tiết lộ, chúng tôi không có đạn pháo để phản công mà chỉ để phòng thủ, có một số sáng kiến và chúng tôi đang nhận được vũ khí. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba gần đây cũng thừa nhận bom lượn Nga thường xuyên phá hủy các vị trí của Ukraine. Ngoại trưởng Ukraine nhận định với Financial Times, các lực lượng của Ukraine thường xuyên bị tấn công bằng bom dẫn đường trên không, những vũ khí đã quét sạch các vị trí của chúng tôi. Ông Kuleba cho biết không thể trốn tránh những quả bom dẫn đường và cách duy nhất để bảo vệ bạn khỏi chúng là bắn hạ những máy bay ném bom mang những quả bom này. Theo Ngoại trưởng Ukraine, Kiev sẽ không thể nhận được tiêm kích F-16, loại máy bay được cho là có thể cải thiện tình hình trên không, sớm nhất là cho đến giữa mùa hè. Mặt khác, Nga trước đó đã tăng cường các cuộc tấn công bằng bom lượn để nhắm vào hệ thống phòng thủ của Ukraine. Máy bay Nga đã thả hơn 3.500 quả bom xuống các vị trí của Ukraine trong gần 3 tháng qua. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, Trung tướng Ivan Gavriliuk, viết trong một bài xã luận cho hãng thông tấn Ukraine Form. Ông cho biết con số này cao hơn nhiều so với năm trước. Nga đã tìm ra một chiến thuật hiệu quả nên nhanh chóng tăng cường sản xuất các loại bom lượn. Bộ Quốc phòng Nga cho biết việc sản xuất một số loại đạn dược đang gia tăng, bao gồm bom FAB-500 nặng 500 kg, FAB-1500 nặng 1,4 tấn và bom FAB-3000 nặng 3 tấn. Tất cả được cho là đều được sửa đổi và biến thành bom lượn. Theo ông Justin Brunk, một chuyên gia về không quân tại Viện Nghiên cứu Thống nhất Hoàng gia, Russi, của Anh. Nhiều quả bom lượn của Nga đang được thả ở khoảng cách lên tới 50 km hoặc xa hơn phía sau chiến tuyến, khiến Ukraine khó có thể tấn công những máy bay này bằng các hệ thống phòng không hiện có, ngoài hệ thống MIM-104 Patriot do Mỹ sản xuất. Truyền thông Ukraine đưa tin các sĩ quan phòng tuyển quân quận Obolonsky ở thủ đô Kiev cùng một người đàn ông mặc thường phục tiếp cận nhà báo điều tra Jebhen Sunhat, 27 tuổi, tại trung tâm mua sắm để trao giấy gọi nhập ngũ. Điều này diễn ra trong bối cảnh nhà báo này đang điều tra bê bối lãnh đạo cơ quan an ninh. Sunhat là nhà báo thuộc cơ quan báo chí điều tra Slizvo.info của Ukraine. Trong cuộc điều tra gần đây, Sunhat phát hiện vợ của Ilya Vityak, lãnh đạo bộ phận an ninh mạng thuộc cơ quan an ninh Ukraine SBU, đã mua căn hộ trị giá khoảng 516.000 đô la Mỹ, nhưng ông Vitas chỉ kê khai thuế căn hộ giá 330.000 đô la Mỹ. Các sĩ quan nói rằng nhà báo Sunhat đã 27 tuổi nhưng chưa đến phòng tuyển quân để đăng ký thông tin nhập ngũ. Sunhat không nhận giới triệu tập và quay video lại sự việc khiến các sĩ quan tuyển quân bỏ đi. Sunhat là nhà báo thuộc cơ quan báo chí điều tra slisvo.info của Ukraine. Các nhà báo slisvo.info xác định người đàn ông mặc thường phục là người nhận diện Sun hát để các sĩ quan tiếp cận. Người này có thể là Oleksiy Bilenko, đang công tác tại SBU và là trợ lý thân cận của ông Vityak. Tuy nhiên, ông Oleksiy Bilenko không trả lời yêu cầu bình luận của các nhà báo và chặn liên lạc với họ trong ứng dụng nhắn tin. SBU, Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đang xác minh thông tin của Slitsvo.info. Trong tuyên bố trước đó, Bộ Quốc phòng Ukraine bày tỏ phẫn nộ trước hành vi gây áp lực với các nhà báo, coi đây là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã liên tục thay các quan chức cấp cao về an ninh và quốc phòng kể từ khi bùng phát xung đột với Nga vào tháng 2 năm 2022. Trước đó vào tháng 3, ông Zelensky cũng đã sa thải ông Oleksiy Danilov ra khỏi vị trí thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine SNBO, đồng thời bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại, ông Oleksandr Litvinenko, thay thế ông Danilop, Ông Ole sẽ làm giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại Ukraine. Ngoài ra, vào tháng 1 năm nay, tránh văn phòng nội các Ukraine Oleg Nemchinov cũng đã cho biết năm thống đốc vùng và bốn thứ trưởng các bộ của Ukraine từ chức trong bối cảnh một số vụ bê bối tham nhũng bị phanh phui tại nước này. Thời điểm đó, ông Nemchinov cũng thông báo việc từ nhiệm của một thứ trưởng Bộ Quốc phòng, hai thứ trưởng Bộ Phát triển Cộng đồng và Vùng lãnh thổ và một thứ trưởng Bộ Chính sách Xã hội. Ngoài ra, phó tránh văn phòng tổng thống ukraine kirilo timoshenko cũng nằm trong số các quan chức từ chức ông timoshenko dinh lưu đến một số vụ bê bối khi đương chức văn phòng tổng công tố ukraine cũng thông báo việc từ chức của phó tổng công tố nước này Oleksiy simonenko các thông báo từ chức nói trên được công bố sau khi một thứ trưởng bộ phát triển cộng đồng vùng lãnh thổ và cơ sở hạ tầng của ukraine bị cách chức vì tình nghi biển thủ công quỹ trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đang lên kế hoạch cải tổ chính phủ thời chiến của mình và trấn áp nạn tham nhũng trong đất nước. Tổng tư lệnh Ukraine, ông Oleksandr Sisky cho biết trong nhiều tháng qua, đối phương đã tăng cường đáng kể hoạt động của máy bay chiến đấu, sử dụng bom dẫn đường để phá hủy các vị trí của chúng tôi. Các loại vũ khí dẫn đường này thường được gọi là bom lượn, gồm những quả bom có tuổi đời hàng chục năm, được thả trực tiếp từ máy bay chiến đấu Su-34 và Su-35 xuống mục tiêu. Bằng cách bổ sung cánh lượn giá thành rẻ và hệ thống định vị vệ tinh, những quả bom này có thể được máy bay ném bom của Nga phóng ở sâu bên trong lãnh thổ Nga, phía sau chiến tuyến và ngoài tầm với của hệ thống phòng không Ukraine. Bom lượn có thể chứa từ 500 kg đến 1,5 tấn thuốc nổ, bay xa hơn 60 km, tạo ra những miệng hố rộng tới 20 m và sâu 6 m khi lao xuống mặt đất. Bom lượn có sức tàn phá khủng khiếp đến mức các nhà phân tích của Deep State Ukraine đã cho đây là loại vũ khí mà lực lượng nước này trên thực tế không có biện pháp đối phó. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba nói với Financial Times rằng binh sĩ Ukraine đang bị tấn công ồ ạt và thường xuyên bằng các quả bom dẫn đường trên không. Chúng quét sạch các vị trí của chúng tôi. Theo các quan chức quốc phòng Ukraine, Nga đã tấn công Ukraine bằng 3.500 quả bom dẫn đường trên không kể từ đầu năm đến nay tăng gấp 16 lần so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết chỉ trong tuần thứ ba của tháng 3 năm 2024, Nga đã phóng hơn 700 quả bom dẫn đường. Để đạt được điều đó, Ukraine cần các hệ thống phòng không hiện đại hơn. Trong báo cáo công bố vào tháng 3 vừa qua, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, tổ chức tư vấn có trụ sở tại London, cho biết việc Nga gia tăng số lượng các vụ tấn công bằng bom lượn là dấu hiệu cho thấy Ukraine đang bị khan hiếm vũ khí phòng không. Sự thiếu hụt này một phần là do Mỹ và châu Âu chậm trễ trong nỗ lực viện trợ quân sự. Hiện Quốc hội Mỹ đang trì hoãn gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ dành cho Kiev. Máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất mà phương Tây cam kết cung cấp cho Ukraine có thể giúp Kiev đối phó với máy bay ném bom Nga. Nhưng theo ông Kuleba, chiến đấu cơ F-16 khó có thể được chuyển giao vào giữa mùa hè năm nay. Sự chậm trễ này đang làm trì hoãn các hoạt động quân sự của Ukraine trên chiến trường. Vào tháng 3 vừa qua, Tổng thống Zelensky cho biết Nga có thể tiến hành cuộc tấn công mới vào cuối mùa xuân hoặc đầu mùa hè. Các quan chức Ukraine nói rằng bom lượn của Moscow có thể được sử dụng để phá hủy các con đường xuyên qua những công sự mới mà Kiev gấp rút xây dựng để ngăn chặn bước tiến của lực lượng Nga. Vào tuần cuối cùng của tháng 3 năm 2024, Nga được cho là đã tấn công Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine bằng hai quả bom dẫn đường đa năng có tầm bắn lên tới 90 km. Đây là lần đầu tiên Kharkov bị tấn công bằng bom lượn. Trước đó khu vực này thường bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Trong thời gian gần đây, khi giao tranh trước lại và quân đội Nga tiến sâu hơn vào các vùng lãnh thổ, xung đột trên không ở Ukraine đã nóng lên. Vào tháng 3 vừa qua, Ukraine cáo buộc Nga bắn hàng trăm tên lửa hành trình và đạn đạo vào các cơ sở năng lượng và cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine đe dọa phá hủy các nhà máy thủy điện ở các thành phố Kanop và Zaporizhia. Để đáp trả, Ukraine đã tấn công hàng chục nhà máy lọc dầu và nhà máy sản xuất máy bay không người lái nằm sâu trong lãnh thổ Nga, cũng như các tàu chiến và cơ sở chỉ huy của hạm đội biển đen của Nga ở Crimea. Các chuyên gia quân sự cho rằng lực lượng không quân Nga đang bắt đầu đóng vai trò then chốt và xoay chuyển cục diện chiến trường theo hướng có lợi cho họ. Sự phát triển bom lượn đã góp phần mở cánh cửa cho mục tiêu này. Nga hiện đang tăng cường sản xuất bom lượn, đồng thời nâng cấp bom FAB-500 nặng 500 kg và bom FAB-1500 nặng 1500 kg. Đầu tháng 3, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến thăm một nhà máy ở vùng Nizhny Novgorod để kiểm tra dây chuyền sản xuất. Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhà máy đã gia tăng sản lượng bom dẫn đường trên không FAB-500 lên nhiều lần và tăng gấp đôi sản lượng bom FAB-1500. Ngoài ra, Nga cũng bắt đầu sản xuất hàng loạt bom FAB-3000 nặng 3.000 kg, có thể gắn mô đun cánh lái và hệ thống dẫn đường. Kể từ khi Nga triển khai kế hoạch quân sự ở Ukraine, các quốc gia phương Tây đã gửi hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự và hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, sự hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine ngày càng suy giảm, trong khi kho vũ khí và đạn dược của Kiev dần cạn kiệt. Các lực lượng Ukraine đang phải tự phát triển những thiết bị quân sự và hệ thống vũ khí của riêng mình để có thể dành ưu thế cho quân đội Nga từ máy bay không người lái UAV được trang bị chất nổ cho đến xe bán tải dân sự có bệ phóng tên lửa phía sau. Ukraine đang tận dụng tối đa những gì họ có thể để đẩy lùi lực lượng Nga. Ukraine cũng tự chế tạo súng cối cùng đạn pháo 122mm, 152mm theo chuẩn Liên Xô. Các công ty Ukraine đang tìm cách đáp ứng nhu cầu đạn pháo 155mm chuẩn NATO, vốn dùng cho những khẩu pháo mà phương Tây cung cấp. Tuy nhiên, dây chuyền sản xuất đạn pháo 155mm của Ukraine khó có thể bắt đầu hoạt động vào nửa đầu năm nay Ukraine tự chế nhiều loại vũ khí bằng cách sử dụng các phương pháp thô sơ để ứng phó với binh sĩ, phương tiện, máy bay và tàu chiến của Nga. Chẳng hạn như kết hợp vũ khí do phương Tây sản xuất với vũ khí thời Liên Xô đã có trong kho vũ khí cũng như cùng các thiết bị khác. Ngoài ra, Ukraine đã lắp đặt hệ thống phóng tên lửa cải tiến trên xe bán tải dân sự với khả năng cơ động hiệu quả và độ sát thương của đạn nổ phóng bằng tên lửa, quân đội Ukraine coi phương tiện này là chiếc xe ác mộng. Binh sĩ Ukraine cũng lắp đặt những loại vũ khí khác lên xe tải dân sự. Chẳng hạn, một đơn vị quân đội Ukraine ở Kupiansk đã gắn những khẩu súng phòng không KS-19 từ thời Liên Xô lên xe tải dân sự để chiến đấu với Nga. Vào tháng 4 năm 2022, Ukraine đã sử dụng tên lửa Netwin để phá hủy tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường Moskva xoáy hạm của hạm đội Biển Đen của Nga. Ngoài ra, lực lượng Ukraine đã sử dụng xuồng không người lái Sea Baby để nhắm mục tiêu vào các tàu của Nga. Đầu năm nay, một đơn vị quân đội đặc biệt của Ukraine đã đánh chìm một tàu chiến nhỏ của Nga có tên Ivanovets bằng cách sử dụng 6 xuồng không người lái hải quân được điều khiển bằng vệ tinh. Các lực lượng Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái tấn công một chiều phát nổ tạm thời, được chế tạo từ máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV giá rẻ, có khả năng mang chất nổ. Sự thành công của phương tiện không người lái, cả trên không và trên biển, đã dẫn tới sự bùng nổ trong ngành công nghiệp máy bay không người lái ở Ukraine. Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine Mikhailo Fedorov cho biết, khoảng 200 công ty ở Ukraine đã tập trung vào sản xuất máy bay không người lái, với số lượng giao hàng trong tháng 12 vừa qua tăng gấp 50 lần so với năm trước. Giống như quân đội Nga, lực lượng Ukraine cũng chế tạo những chiếc giáp lồng để bảo vệ các xe bọc thép khỏi các cuộc tấn công của UAV đối phương. Mặc dù vậy, những chiếc UAV FPV của Nga vẫn vượt qua được lớp phòng thủ này. Theo một nhà nghiên cứu vũ khí, những chiếc giáp lồng chủ yếu nhằm mục đích phòng thủ trước UAV Lancet của Nga những vũ khí tự chế của Ukraine không chỉ giới hạn ở những vũ khí trên mặt đất. Quân đội Ukraine đã lắp đặt tên lửa AGM-88 HAM lên máy bay chiến đấu MiG-29 từ thời Liên Xô. AGM-88 có thể phát hiện, tấn công và phá hủy anten radar hoặc chạm phát. Cựu Tổng tư lệnh quân đội Mỹ ở châu Âu, tướng Ben Hodges đánh giá rằng việc kết hợp tên lửa của phương Tây với máy bay thể hiện sự hiểu biết về kỹ thuật và chiến thuật của quân đội Ukraine. Trong nỗ lực tăng cường khả năng phòng không binh sĩ Ukraine cũng kết hợp tên lửa đất đối không của phương Tây và các bệ phóng từ thời Liên Xô, hay còn gọi là hệ thống phòng không lai ghép, Frankensam. Hệ thống phòng không lai ghép này xuất phát từ nhu cầu tăng cường khả năng phòng không của Ukraine để bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng khỏi các cuộc không kích của Nga trong mùa đông. Các lực lượng Ukraine đã sử dụng tên lửa không đối không AIM-9 do Mỹ cung cấp để gắn vào bệ phóng từ thời Liên Xô. Loại tên lửa này cũng có thể được sử dụng trong khả năng không đối đất. Theo Business Insider, dù vũ khí thật có hữu ích như thế nào, Ukraine vẫn dùng mồi nhử để đánh lừa lực lượng Nga. Việc sử dụng mồi nhử trên chiến trường ở Ukraine trở nên khó khăn hơn do các công nghệ quân sự ngày càng phát triển như máy ảnh nhiệt giúp phát hiện vũ khí giả dễ hơn. Ukraine được cho là đã các bệ phóng tên lửa HIMARS giả làm từ gỗ để ngăn chặn hỏa lực tấn công mục tiêu thật. Binh sĩ Ukraine cũng chế tạo các tấm phản xạ radar tạm thời bằng cách tái sử dụng các thùng dầu cũ. Họ thậm chí còn tạo ra một số hệ thống rất thực với các bộ phận chuyển động. Bộ Quốc phòng nga hôm mùng 8 tháng 4 công bố video robot ra phá mìn Stalker hoạt động trên cánh đồng gần thành phố Adipka thuộc tỉnh Donetsk. Đây là lần đầu tiên thiết bị này được triển khai tới khu vực chiến sự ở vùng Donbass để kiểm tra tính năng trong thực tế trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt. Nhà sản xuất DSST Uran cho biết mỗi chiếc Stalker nặng khoảng 27 đến 30 tấn, được trang bị bộ lưỡi cày rộng 3m và có thể ra phá mìn nằm ở độ sâu tối đa 30 cm dưới lòng đất lính công binh điều khiển xe bằng cụm thiết bị như tay cầm chơi game từ khoảng cách 1 đến 3 km tùy điều kiện chiến trường. Stalker được lắp 4 máy quay kèm tính năng truyền hình theo thời gian thực để bảo đảm khả năng quan sát, phản ứng với tình huống xung quanh. Kíp điều khiển được triển khai trên xe thiết giáp kháng mìn để đối phó những mối đe dọa như đạn pháo và hỏa lực đối phương. Stalker trang bị động cơ 540 mã lực có thể đạt tốc độ tối đa 10 km/h khi di chuyển và 5 km/h trong quá trình phá mìn đại diện DSST Uran nói rằng xe đã ra phá được mìn chống bộ binh BMN2 và PMN4 cùng mìn chống tăng TM62 khi triển khai ở Adipka. Dù thiết bị bay không người lái UAV và pháo là các vũ khí chủ đạo hiện nay trong xung đột ở Ukraine, mìn chống bộ binh và mìn chống tăng cũng được hai bên sử dụng với tần suất lớn trên chiến trường, đặc biệt là phía Nga. Trước đó, lực lượng Nga cũng cho ra mắt robot ra phá bom mìn Uran-6 chủ yếu già phá bom mìn ở các khu vực thành thị và đông dân cư uran 6 là robot công binh nặng 6 tấn hiệu quả gỡ mìn của uran 6 rất cao mỗi giờ có thể di chuyển khoảng cách 1.000m quét sạch bãi mìn rộng 2.000 mét vuông tương đương công suất làm việc của 20 lính công binh uran 6 có thể chịu được sức phá hủy của khối thuốc nổ tnT nặng 60 kg đồng thời có khả năng tự kiểm tra loại vật thể để đưa ra những biện pháp xử lý phù hợp nhà sản xuất Rosoboronexport cho biết Uran-6 có tỷ lệ gỡ mìn hiệu quả lên tới 98%. Hệ thống này có thể sống sót sau vụ nổ của hơn 60kg thuốc nổ TNT. Uran-6 cũng có thể dọn sạch các mảnh vụn và chứa ngại vật bằng dây thép gai, lấp đầy các chiến hào, tạo ụ đất và kéo cả xe bọc thép hạng nặng trong khoảng cách ngắn. NATO cũng sở hữu những hệ thống gia phá mìn đầy uy lực như Tổ hợp gia phá bom mìn M58 Miklik của Mỹ. Đây là một hệ thống gắn trên rơ và có lượng thuốc nổ C4 nặng 794 kg được đặt trong một khoang chứa. M58 Miklik có khả năng dọn sạch một khu vực được cài mìn dài 100 m và rộng 8 m. Vào tháng 10 năm 2022, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine một số tổ hợp M58 Miklik. Tổng thống Zelensky đã cảnh báo khả năng Ukraine bại trận trước Nga nếu Quốc hội Mỹ không thông qua gói viện trợ quân sự lớn bổ sung. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh đất nước của ông sẽ khó có thể tồn tại và nếu Ukraine thua trong cuộc xung đột này, các quốc gia khác sẽ bị tấn công. Ukraine ngày càng đưa ra những lời kêu gọi khẩn thiết để Mỹ thông qua gói viện trợ bổ sung trị giá 60 tỷ đô la Mỹ mà Đảng Cộng hòa chặn suốt nhiều tháng qua. Mỹ cho đến nay vẫn là nhà viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine, nhưng sự phản đối gay gắt từ các thành viên Đảng Cộng hòa cứng rắn ở Quốc hội đe dọa nguồn viện trợ tương lai. Trong bối cảnh Nga đang gia tăng áp lực lên nhiều thành phố tiền tuyến, nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm Rõ ràng khả năng phòng không hiện tại của Ukraine là không đủ và các đối tác của chúng tôi cũng thấy rõ điều đó. Thế giới phải thấy được nỗi đau mà Nga đang gây ra cho Kharkov. Các hệ thống phòng thủ trên thế giới có thể giúp ích và tất cả những gì chúng tôi cần là ý chí chính trị để chuyển các hệ thống này tới Ukraine. Về phía phương Tây, trong một cuộc phỏng vấn, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã nhấn mạnh rằng phương Tây phải ủng hộ Ukraine về lâu dài, ngay cả khi cuộc xung đột chấm dứt sớm như mong đợi. Đồng thời, Ông gợi ý rằng quyền lựa chọn thời điểm và điều kiện hòa bình với Nga phụ thuộc hoàn toàn vào Ukraine. Sau cùng thì chính Ukraine phải là bên quyết định sự thỏa hiệp họ sẵn sàng đưa ra. Ông Stoltenberg cũng khẳng định vai trò của phương Tây chỉ là giúp Ukraine đạt vị thế đàm phán có thể mang lại kết quả chấp nhận được. Tuy vậy, ông nhấn mạnh không thúc giục Ukraine nhượng bộ mà cho rằng hòa bình thực sự chỉ có thể đạt được với một chiến thắng cho Kiev. Liên quan đến tình hình giao tranh, các lực lượng Nga trong những tuần gần đây đã tiến hành các cuộc tấn công cơ giới lớn và thường xuyên hơn nhằm vào quân đội Ukraine. Điều này cho thấy có thể Moscow đang hy vọng sẽ đạt được đột phá trước khi sự hỗ trợ của phương Tây đến Kiev. Tuy nhiên, cho đến nay Ukraine vẫn có thể xoay sở để đối phó với các cuộc tấn công này, bao gồm cả bộ binh được hỗ trợ bởi các phương tiện bọc thép, bất chấp việc phải vét đáy thùng để có đạn dược, vũ khí và vật tư. Đây là cuộc tấn công đầu tiên có quy mô lớn như vậy được Nga tiến hành kể từ khi họ bắt đầu nỗ lực giành Adipka vào tháng 10 năm ngoái. Các chuyên gia về xung đột nhận định có một số cách giải thích khác nhau về sự gia tăng đột ngột của các cuộc tấn công cơ giới từ Nga. Theo đánh giá, các lực lượng của Nga có lẽ đang tăng cường các cuộc tấn công cơ giới trước khi địa hình lầy lội trở nên rõ rệt hơn vào mùa xuân và khiến các phương tiện di chuyển khó khăn hơn. Bùn có thể là trở ngại đáng chú ý trên chiến trường vào mùa xuân và mùa thu, cũng như từng là mối lo ngại trước đây khi Ukraine nhận được xe tăng do phương Tây sản xuất cho cuộc phản công vào mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng những cuộc tấn công cơ giới này có thể được tính toán đúng thời điểm để tận dụng tối đa những khó khăn hiện tại của Ukraine. Đáng chú ý, các cuộc tấn công trên dường như diễn ra cùng lúc với các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV tăng cường, cho thấy một nỗ lực chung của các lực lượng Moscow. Hiện nay, Ukraine vẫn đủ khả năng chống chịu cho các cuộc tấn công này. Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu họ có thể duy trì phòng tuyến giữa lúc đối mặt với những hạn chế trong sự hỗ trợ của phương Tây hay không. Các quan chức Ukraine, trong đó có Tổng thống Volodymyr Zelensky, đã nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về đạn dược và vật tư trong những tháng qua. Theo nhà lãnh đạo này, các lực lượng Nga ném bom không ngừng nghỉ nhằm vào các khu vực tiền tuyến và biên giới, đồng thời phá hủy nhiều thành phố và làng mạc ở Ukraine. Cũng theo ông Zelensky, bom lượng dẫn đường đã được Nga sử dụng để tấn công thành phố Kharkov, lớn thứ hai của Ukraine, phá hủy nhiều cơ sở hạ à tầng thiết yếu và gây hư hại hàng loạt công trình dân sự. Ông Zelensky cho rằng điều này sẽ không xảy ra nếu Ukraine nhận được những hệ thống phòng không đáng tin cậy để bảo vệ các thành phố trước các lực lượng Nga. Các nhà phân tích đã đề cập về thất bại của Ukraine trước cuộc tấn công cơ giới của Nga, họ có thể đã phải tiêu tốn số lượng đáng kể trang thiết bị để phòng thủ trước cuộc tấn công của Nga. Theo đó, với nguồn cung khan hiếm, việc duy trì một hệ thống phòng thủ vững chắc lâu dài có lẽ là điều không thể. Phát biểu với The Independent từ một địa điểm không được tiết lộ ở Donetsk, Phó Chỉ huy Lữ đoàn xung kích số 3 của Ukraine, Maxim Zorin, đã đưa ra cảnh báo đáng lo ngại cho các đối tác phương Tây của Ukraine Ông nói phương Tây phải khẩn trương chuẩn bị. Ông cảnh báo, hãy tạo ra những hệ thống phòng thủ nghiêm túc có thể chống lại Nga, vì nước này chắc chắn sẽ cố gắng nuốt chừng phần còn lại của châu Âu. Đây là cảnh báo mới nhất trong chuỗi cảnh báo từ các nhân vật quân sự và chính trị Ukraine rằng Nga sẽ không dừng lại với Ukraine. Nhưng nó diễn ra chưa đầy hai tháng sau khi ông Jorin giúp chỉ đạo một cuộc sơ tán khó khăn khỏi Adipka, thành phố đầu tiên của Ukraine bị Nga tiếp quản kể từ tháng 5 năm ngoái một phần vì việc thiếu sự hỗ trợ quân sự gần đây của phương tây đã khiến lực lượng ukraine ở đó rơi vào tình trạng suy thoái đáng kể điều bất lợi ông jorin là thành viên của một trong những đơn vị có giá trị nhất trong quân đội ukraine được gọi đến vào phút cuối để sơ tán hàng trăm binh sĩ bị mắc kẹt ở adivka khi lực lượng nga tiến đến bao vây sau nhiều tháng giao tranh nhiều người bị bỏ lại ở phía sau sau đó họ bị bắt và lực lượng nga sau đó lao về phía sau quân ukraine đang rút lui chiếm thêm một số thị trấn trong quá trình này các video cho thấy binh lính Ukraine bị bỏ lại không thương tiếc trên các con phố ở ngoại ô phía tây bắc thành phố. Đây là tuyến đường cuối cùng còn lại để trở về vùng đất do Ukraine nắm giữ. Hồi cuối tháng 3, phát biểu trong cuộc gặp với các phi công quân sự ở vùng Tver, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói, nếu sau sự kiện Liên Xô sụp đổ, Nga đã xây dựng được những mối quan hệ hoàn toàn mới trong lĩnh vực an ninh ở châu Âu như đã đề xuất, thì sẽ không xảy ra chuyện như hiện nay. Họ chỉ cần tính đến an ninh của chúng tôi Chúng tôi đã nói chuyện này từ năm này qua năm khác. Thực tế là từ thập kỷ này sang thập kỷ khác. Thay vào đó, theo Tổng thống Putin, lợi ích của Nga đã hoàn toàn bị phớt lờ. Ông nói nếu lợi ích về an ninh của Nga được tôn trọng thì đã có thể tránh được cuộc xung đột với Ukraine. Ông giải thích thêm, chúng tôi không tiến đến gần các quốc gia thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Chính họ đã đến gần chúng tôi hơn. Chúng tôi cũng không tìm cách đến gần biên giới nước Mỹ. Tổng thống Volodymyr Zelensky phản nàn rằng các vấn đề của Ukraine đã bị cuốn vào chính trị nội bộ của Mỹ và điều này gây nguy hiểm cho khả năng chống lại Nga của nước này. Phát biểu trên truyền hình quốc gia vừa qua, ông nói rằng ở giai đoạn này, Kiev sẽ đồng ý với bất kỳ hình thức hỗ trợ nào từ Washington, ngay cả dưới hình thức cho vay. Ông Zelensky bày tỏ hy vọng rằng Quốc hội Mỹ cuối cùng sẽ thông qua gói viện trợ bổ sung cho Kiev trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ vốn đang nằm trong tình trạng lấp lừng trong nhiều tháng. Mô tả sự hỗ trợ được chờ đợi từ lâu là rất quan trọng. Ông Zelensky cho biết, ông tin rằng chúng ta có thể nhận được một cuộc bỏ phiếu tích cực từ Quốc hội Mỹ. Ông phàn nàn, thật không may, chúng ta đang tin vào thực tế rằng đây là quá trình bầu cử. Cuộc xung đột của Nga chống lại Ukraine ngày nay đã trở thành một vấn đề chính trị nội bộ ở Hoa Kỳ, đồng thời khiển trách các nhà lập pháp Mỹ về điều mà ông gọi là cách tiếp cận thiếu chiến chắn đối với vấn đề này, xung đột và an ninh toàn cầu nói chung. Tổng thống Ukraine cũng ra hiệu rằng Kiev sẽ chấp nhận hỗ trợ từ Mỹ dưới hình thức cho vay. Ông nói, bạn biết đấy, một thượng nghị sĩ gần đây đã đến đó và ông ấy hỏi, bạn có đồng ý cho vay tiền không? Hãy thẳng thắn mà nói, chúng tôi sẽ đồng ý với bất kỳ lựa chọn nào và nói thêm rằng số phận của Ukraina đang ở thế cân bằng. Vị nghị sĩ mà ông Zelensky muốn đề cập đến không ai khác là thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa Lindsey Graham, người đã tới Kiev vào tháng trước để thúc đẩy kế hoạch viện trợ thông qua các khoản cho vay, điều mà cựu tổng thống Donald Trump đã lần đầu tiên nhắc đến. Vào thời điểm đó, trong cuộc trò chuyện với ông Zelensky, ông Graham cho biết việc yêu cầu các đồng minh trả lại khoản tiền mà chúng tôi đã cho vay là hoàn toàn công bằng. Trong nhiều tháng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thúc giục Quốc hội nước này phê duyệt gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Tuy nhiên, nhiều thành viên Đảng Cộng hòa đã ngay lập tức phản đối đề xuất trên, yêu cầu chính phủ cần dồn mọi nguồn lực nhằm tăng cường an ninh biên giới với Mexico. Tuy nhiên vừa qua, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson tiết lộ rằng gói này có thể sẽ sớm được đưa ra biểu quyết với một số những đổi mới quan trọng bao gồm đề xuất gia hạn khoản vay cho Ukraine, tịch thu tài sản Nga bị phong tỏa và chuyển cho Kiev. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết Manila sẽ tiếp tục đàm phán với Trung Quốc và đang tận dụng mọi lựa chọn để trao đổi với lãnh đạo Bắc Kinh nhằm tránh căng thẳng gia tăng trên Biển Đông. Tổng thống Philippines đã kêu gọi phía Trung Quốc đàm phán để ngăn các sự cố như va chạm tàu và xịt vòi rồng trên vùng biển này. Ông cũng hy vọng hoạt động hàng hải chung vừa kết thúc giữa philippines nhật bản australia và mỹ sẽ làm giảm các sự cố trên biển với trung quốc trước đó lực lượng phòng vệ của bốn quốc gia nêu trên đã tiến hành hoạt động hàng hải chung với sự tham gia của năm tàu chiến ở biển đông ngoài ra bộ trưởng bộ quốc phòng philippines gilbert teodoro cho biết hoạt động đầu tiên này nằm trong một loạt hoạt động thể hiện tình hữu nghị và quan hệ đối tác lâu dài giữa bốn nước bộ trưởng bộ quốc phòng mỹ lloyd austin cho biết các hoạt động này nhấn mạnh Cam kết chung của bốn nước nhằm đảm bảo rằng tất cả các nước đều được tự do bay, đi lại và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Quân đội Trung Quốc cũng tuyên bố các lực lượng của họ cũng tiến hành các cuộc tuần tra tác chiến phối hợp trên không và trên biển ở Biển Đông. Vào cuối tuần này, lãnh đạo ba bên Nhật, Mỹ và Philippines sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Washington nhằm thảo luận các sự cố gần đây trên Biển Đông. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Trước lời kêu gọi của tổng thống Ferdinand Marcos Jr, Trung Quốc đã đơn phương tuyên bố yêu sách chủ quyền gần như toàn bộ với Biển Đông, bất chấp sự phản đối của nhiều nước, trong đó có Philippines và Mỹ. Quan hệ giữa Manila và Bắc Kinh đã trở nên căng thẳng dưới thời tổng thống Marcos khi ông tìm cách tăng cường liên minh với Washington. Vào tháng 2, Bắc Kinh đã cáo buộc Manila lôi kéo các nước ngoài khu vực Philippines đã tổ chức các hoạt động hợp tác hàng hải riêng biệt với Mỹ và Australia nhiều lần kể từ năm ngoái. Căng thẳng gia tăng trong thời gian gần đây sau vụ việc vào ngày 23 tháng 3 khi tàu hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng cực mạnh vào tàu tiếp tế của Philippines ở khu vực gần bãi cỏ mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Gần nhất vào ngày 6 tháng 4, Philippines và Trung Quốc một lần nữa cáo buộc nhau về sự cố trên Biển Đông, trong đó Manila cáo buộc hai tàu hải cảnh Trung Quốc quấy rối tàu cá Philippines trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Đáp lại, Bắc Kinh nói họ đã phản ứng thích đáng trước hoạt động bất hợp pháp của Manila. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Điểm nóng thế giới trên kênh của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.